Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta còn buổi chiều ngày hôm nay, và sau buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tạm chia tay ở trên đất này. Cho nên cuộc vui nào rồi cũng có những lúc phải kết thúc và chia tay. Nên cảm ơn Chúa, thực sự tôi cũng biết ơn Chúa vì Chúa Ngài cũng cho tôi có cơ hội được học lời của Chúa cùng với cả các cô, các bác, anh chị em. Thực sự tôi cũng chỉ là những người học trò của Chúa, nên chúng ta là những người học lời của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta học được những cái điều gì từ nơi lời của Chúa thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ ra. Và cảm ơn Chúa, cũng 2 tháng vừa qua tôi cũng được đồng công cùng các cô, các bác, anh chị em cũng như ở lớp của chúng ta được học về hành trình Israel. Nên chúng ta thấy được rằng cái hành trình Israel này, khi dân Israel họ được Chúa Ngài cứu chuộc, Chúa Ngài kêu gọi và giải cứu ra khỏi xứ Ai Cập là xứ nô lệ, thì chúng ta thấy được rằng ngay từ lúc đầu khi Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên trời và đất này, thì bởi cớ tội lỗi của loài người mà con người đã rơi vào trong sự đoán xét, và Đức Chúa Trời Ngài đã có một cái kế hoạch để Ngài lựa chọn một con người. Qua một con người đó thì Chúa Ngài thiết lập nên một quốc gia, và Đức Chúa Trời Ngài lựa chọn một quốc gia, và qua quốc gia Israel được hình thành nên qua bao nhiêu thăng trầm, qua bao nhiêu biến cố của lịch sử của dân Israel đã phải trải qua, và quốc gia Israel, dân tộc Israel đã được thành hình. Và qua dân tộc Israel thì chúng ta thấy được rằng Chúa Giêsu đã đến thế gian này qua dân tộc Israel. Cho nên chúng ta học về hành trình Israel này thì chúng ta thấy được về hành trình Israel này, nó tượng trưng cho hành trình thuộc linh của tôi cũng như các cô, các bác, anh chị em mà chúng ta bước đi với Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa Ngài là đấng đã lựa và chọn cuộc đời của mỗi một chúng ta. Giống như Chúa Ngài đã lựa chọn dân Israel, để rồi Chúa Ngài có một cái chương trình kế hoạch từ đầu là Abraham. Và khi Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi Abraham ra khỏi quê hương và vòng bà con, là trong sách Sáng Thế Ký đoạn 12 trở đi, thì chúng ta thấy rằng qua Abraham thì Đức Chúa Trời Ngài đã thiết lập nên một quốc gia, và qua Israel là tức là Jacob có 12 chi phái, và Chúa Ngài đã đem họ đến Egypto. Và tại xứ Egypto thì chúng ta thấy được rằng từ 70 người mà hình thành nên một quốc gia, một dân tộc Israel. Và trong cái ý muốn tốt lành đó thì Chúa Ngài đã đem họ ra khỏi xứ Egypto là xứ nô lệ, để rồi Chúa đem họ vào trong xứ Canaan là xứ hứa. Vậy cái hành trình này cho tôi cũng như các cô, các bác, anh chị em thấy được rằng Chúa Ngài yêu thương mỗi một chúng ta. Chúa Ngài lựa và chọn cuộc đời của tôi cũng như các cô, các bác, anh chị em. Trong cái sự tiền định của Chúa thì chúng ta biết là rằng Chúa chọn chúng ta trước khi sáng thế. Như tiên tri Jeremy thì ông viết, ông kỹ thuật lại thì Chúa đã biết ông khi ông ở trong lòng của mẹ ông. Và vua David nói rằng Chúa biết ông ngay từ khi sáng thế. Vậy cuộc đời của tôi cũng như các cô, các bác, anh chị em, chúng ta biết đến Chúa, chúng ta bước đi với Chúa theo cái cách hiểu đơn giản thì chúng ta biết được rằng Chúa biết chúng ta, và Chúa Ngài lựa và chọn cuộc đời của tôi cũng như các cô, các bác, anh chị em theo cái thuyết của tiền định, thì Chúa Ngài lựa chọn chúng ta để rồi đến thời điểm Chúa Ngài kêu gọi chúng ta để chúng ta bước đi trong sự kêu gọi thánh của Chúa. Chúng ta biết được rằng cái sự kêu gọi của Chúa có 2 khía cạnh. Cái khía cạnh đầu tiên đó là cái sự kêu gọi một cách tổng quát để nhận mọi người, tất cả mọi người ở trên thế giới này nhận đến sự cứu rỗi. Cái sự kêu gọi thứ hai đó là để trở nên là những người bước vào trong nhà của Chúa, làm công việc của Chúa. Và cái kêu gọi thứ ba, ở cái khía cạnh của kêu gọi thứ hai đó là để làm công việc của Chúa. Vậy Chúa Ngài cũng lựa và chọn cuộc đời của tôi cũng như các cô, các bác, anh chị em trong ý muốn tốt lành của Chúa. Và cảm ơn Chúa, chúng ta thấy được rằng cái hành trình Israel chúng ta học thì chúng ta biết được rằng có 3 cái giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn mà họ ở trong xứ Egypto là xứ nô lệ. Khi Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi Môi-se thì Chúa Ngài đã sử dụng tay Môi-se thi hành 10 cái tai vạ. Để rồi cái tai vạ thứ 10 đó là tất cả con trưởng nam và các con
sinh đầu lòng của bầy gia súc của người dân Egypto sẽ bị chết. Đó là cái sự đoán phạt. Và Chúa Ngài thiết lập nên lễ vượt qua. Để rồi có một cái con chiên, một con sinh tế phải giết. Để rồi người ta lấy huyết bôi lên cột và mài cửa của gia đình của Israel. Và nhà nào có huyết của con sinh tế đó thì thần vượt qua sẽ vượt qua nhà đó. Và chúng ta thấy rằng trong cái đêm đó, Đức Chúa Trời Ngài đã cứu toàn bộ dân Israel ra khỏi xứ nô lệ là xứ Egypto. Và cái giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn ở tại đồng vắng. Chúng ta thấy được rằng dân Israel đã mất 40 năm lang thang ở trong đồng vắng. Tất cả những người nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời, họ đều chết ở trong đồng vắng bởi sự vô tín, bởi sự nghi ngờ, bởi sự lầm bầm, bởi sự oán trách, bởi sự không vâng lời Chúa mà họ chịu đoán phạt. Và tất cả những người đó đều chết và bỏ mạng lại tại đồng vắng. Và cái giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn vào trong xứ hứa. Thì chúng ta thấy được rằng khi trên núi thì Đức Chúa Trời Ngài sai Môi-se và Giô-suê, và Chúa Ngài phán với cả Môi-se rằng hãy sức dầu cho Giô-suê là người thay thế. Để rồi Giô-suê đã dẫn dân sự của Chúa đi vào trong xứ hứa và chiếm lấy xứ hứa từ sách Giô-suê trở đi. Và chúng ta thấy được rằng trong cái giai đoạn thứ ba đó thì dân Israel toàn bộ nhờ cậy vào Chúa, họ đi trong cái sự hướng dẫn của Chúa, họ được Chúa Ngài dẫn dắt. Để rồi họ chiếm đóng, họ đến tất cả những cái thành, những cái đồn lũy, những cái nơi nào mà các vị vua ở tại xứ Canaan họ đã có ở tại đó, thì Chúa Ngài hướng dẫn họ, để rồi họ đánh chiếm và họ chiếm lên đất hứa cho mình. Vậy cái điều này nhắc nhở cho mỗi một chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa khi Chúa Ngài kéo dân Israel ra khỏi xứ Egypto là xứ nô lệ, Chúa đem họ vào trong đồng vắng, và Chúa Ngài đem họ vào trong xứ Canaan là xứ hứa. Thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài vẫn luôn luôn đồng công cùng dân Israel. Ở trong đồng vắng thì chúng ta thấy được Chúa Ngài dùng trụ mây và trụ lửa để dẫn dân Israel đi trong sự hướng dẫn của Chúa. Và trong cái thời điểm ở tại xứ nô lệ, khi Đức Chúa Trời Ngài dấy lên Môi-se thì Chúa Ngài đã dùng tay Môi-se và Chúa ở cùng Môi-se. Và khi Đức Chúa Trời Ngài, và trong cái thời điểm thứ ba, giai đoạn thứ ba, đó là giai đoạn vào trong đất hứa, thì chúng ta thấy được rằng Chúa vẫn ở cùng họ. Vậy cái điều này Chúa Ngài muốn nhắn nhủ tới cô, tôi cũng như các cô, các bác, anh chị em. Thôi các cô, các bác, anh chị em, chúng ta hãy nhớ, vì danh của Chúa Ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài ở cùng tôi cũng như các cô, các bác, anh chị em. Và Ngài hứa rằng Ngài sẽ không lìa, không bỏ tôi và quý vị bao giờ cả. Nên hãy nhớ, Chúa Ngài sẽ cùng chúng ta, đồng công cùng chúng ta, cho dù chúng ta đang ở trong cái mức độ giai đoạn tăng trưởng thuộc linh như thế nào đi nữa, thì hãy nhớ Chúa vẫn ở cùng chúng ta. Cho dù chúng ta mới ra khỏi xứ Egypto là xứ nô lệ, hay là chúng ta đang phải lang thang trong đồng vắng, chúng ta đang phải đối diện với cái hoàn cảnh nào, cho dù ngày hôm nay các cô, các bác, anh chị em chúng ta đang phải đối diện với cái hoàn cảnh thế nào đi nữa, chúng ta đang gặp sự khó khăn về tiền bạc, bệnh tật, đói nghèo, hay là bất cứ cái nan đề nào mà chúng ta đang phải đối diện, hay là chúng ta đang ở cái giai đoạn thứ ba để chúng ta chiếm xứ hứa, gặp nhiều khó khăn, hãy nhớ Chúa vẫn luôn ở cùng quý vị. Chúa Ngài vẫn luôn ở cùng tôi và quý vị, ông bà, anh chị em. Ngài không lìa, không bỏ chúng ta bao giờ cả. Hãy nhớ điều đó. Và cái tuần trước thì chúng ta thấy rằng Sion là nơi của sự cứu rỗi. Nhắc nhở, nhấn mạnh cho chúng ta biết rằng ở dưới trời này không một danh nào khác ban cho loài người của chúng ta để qua danh đó mà chúng ta được cứu chuộc. Và chỉ có danh duy nhất, đó là danh của Chúa Giê-xu. Cho nên ngày hôm nay, cuộc đời của tôi cũng như các cô, bác, anh chị em, chúng ta được cứu, đó là chúng ta tin vào danh của Chúa Giê-xu. Và chúng ta ở trong Chúa Giê-xu, cuộc đời của chúng ta mới được thực sự sống và kết quả. Chúng ta chỉ sống và động, chúng ta, cuộc đời của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi chúng ta ở trong Chúa Giê-xu. Cái điều này nhắc nhở cho chúng ta biết được rằng cái môi trường sống thực sự của con chim nó ở trên bầu trời. Cái môi trường sống của con cá
Nó là ở dưới nước. Vậy cái môi trường sống thực sự của con người ở đâu? Không phải ở thế gian này. Nhưng môi trường sống thực sự của con người đó là ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa ngài tạo dựng nên tôi và các cô, các bác, anh chị em theo ảnh tượng của Chúa. Và bởi cớ ngài tạo dựng nên chúng ta mang ảnh tượng của Chúa, chúng ta là tạo vật và ngài là đấng tạo hóa. Nên mỗi một chúng ta chỉ sống và động, một cuộc đời của chúng ta chỉ có thực sự có ý nghĩa khi chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Vì chính vì điều đó, lời của Chúa ở trong Giăng đoạn 15 nhắc nhở rằng ngoài Chúa Giêsu ra, chúng ta không làm gì được. Ngoài Chúa Giêsu ra, tôi và các cô bác anh chị em không làm gì được. Nên cảm ơn Chúa. Cái điều này nhắc nhở cho mỗi một chúng ta hãy tập trung ở trong Chúa. Hãy để Chúa Giêsu luôn luôn là cái điều quan tâm lớn nhất của cuộc đời của chúng ta, và chúng ta bước đi với Chúa. Nó nhắc nhở chúng ta về một cái mối quan hệ. Chúng ta không phải theo Chúa theo một cái hình thức tôn giáo gọi là để là có đạo, nhưng chúng ta theo Chúa Giêsu là đấng hàng sống, và Chúa muốn mỗi một chúng ta thiết lập nên một cái mối quan hệ mật thiết gần gũi với Chúa. Và cái hành trình Israel này, huấn luyện dân Israel toàn hoàn toàn nhờ cậy vào Chúa, tin cậy Chúa, học tập để vâng lời và tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh, trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Vậy ngày hôm nay, mỗi một chúng ta khi chúng ta học hành trình Israel, khi chúng ta hoàn thành hành trình này, thì để rồi qua cái cuộc hành trình này sẽ luôn luôn để nhắc nhở cho mỗi một chúng ta phải hoàn toàn nương dựa, tin cậy và vâng lời Chúa Giêsu, và chúng ta bước đi với Chúa Giêsu. Dân Israel khi được Chúa ngài hướng dẫn để đi ra khỏi xứ Ai Cập thì họ phải hoàn toàn tin cậy vào Môi-se là người được Chúa ngài sức dầu để dẫn dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Để dân Israel đi trong đồng vắng để đến được xứ hứa thì Đức Chúa Trời ngài cũng phải dạy họ tin cậy trong mọi hoàn cảnh. Khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, họ chỉ có vàng bạc, họ không có cơm, họ không có gạo, họ không có đủ thức ăn, lương thực, thực phẩm. Nhưng chúng ta thấy rằng 40 năm trong đồng vắng, Kinh Thánh ký thuật lại, họ không thiếu, không đói, quần áo họ không cũ mòn, họ không phải đói. Và chúng ta thấy được rằng Chúa ngài nuôi họ. Khi họ đói, Chúa sai mana đến. Khi họ muốn ăn thịt thì Chúa sai cút đến. Khi họ muốn uống nước thì Chúa ngài sai Môi-se phán với họ phê hòn đá, thì Môi-se đã đập vào hòn đá, vẫn Chúa vẫn làm phép lạ để họ có nước uống. Chúng ta thấy được rằng cái cuộc hành trình Israel đó dạy dỗ mỗi một chúng ta, với các cô, các bác, anh chị em, chúng ta hãy hết lòng tin cậy Chúa. Kinh Thánh lời của Chúa nói với chúng ta ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 số 6, câu 5 và câu 6. Một người nào đó có thể dở Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 và câu 6 để chúng ta đọc lời của Chúa. Chị Hương mở ra chưa? Đọc giùm em. Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 câu 6. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi sự, mọi đường lối của con. Chính Ngài sẽ xem bằng các nẻo con đi. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Hương. Chúng ta thấy rằng lời của Chúa nói với chúng ta rằng chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Câu số 6, phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài. Thì chúng ta thấy rằng lời của Chúa nói với chúng ta rằng phàm trong các việc làm của chúng ta, các việc làm của chúng ta là bao nhiêu việc? Là tất cả mọi việc. Tất cả mọi việc của chúng ta phải nương dựa vào chính Chúa. Cuộc đời của mỗi một chúng ta ngày hôm nay, chúng ta bước đi với Chúa, chúng ta tin Chúa, thì Chúa muốn mỗi một chúng ta phàm trong các việc làm của chúng ta nhận biết Chúa, để rồi chúng ta nương dựa Chúa, để rồi Chúa ngài dẫn dắt mỗi một chúng ta. Và chúng ta cũng thấy được rằng khi dân Israel họ đi ở trong đồng vắng thì tất cả những cái tội lỗi mà họ gây ra đều đem đến sự đoán phạt và đem đến sự chết.
họ nằm bằm với Chúa, nằm bằm với Môi-se, họ oán trách, họ nói nghịch Chúa, nói nghịch với Môi-se, nhiều lần họ muốn ném đá Môi-se, nhiều lần họ muốn quay trở lại với xứ Ai Cập là xứ mà họ đã ra, thì chúng ta thấy được tội lỗi đem con người đến sự chết. Và trong 40 năm trong đồng vắng đó, tất cả những người nào chống nghịch Chúa, tất cả những người nào phạm tội đều nhận một chung một cái kết quả, đó là sự chết. Cho nên chúng ta biết rằng có hơn 2 triệu người, khoảng gần 3 triệu người Israel, cả người lớn và trẻ nhỏ, cả đàn ông và đàn bà, khi họ đi ra khỏi xứ Ai Cập để vào xứ Hứa, thì có khoảng gần 3 triệu người đã phải bị bỏ mạng lại ở trong đồng vắng. Thì chúng ta mới thấy được một điều, cái tính chất nghiêm trọng của tội lỗi thì đem con người đến sự chết. Và cái điều này cũng nhắc nhở cho mỗi một chúng ta là người bước đi với Chúa, hãy cẩn thận với tội lỗi. Hãy cẩn thận với tội lỗi. Tội lỗi nó sẽ đem tôi và các cô bác anh chị em đến sự chết. Ngày hôm nay Chúa kêu gọi mỗi một chúng ta để chúng ta bước đi với Chúa. Lên thánh, đó là một tiến trình tiệm tiến. Không ai trong chúng ta thánh khiết hay là lên thánh ngay cả. Đúng, có những lúc chúng ta vẫn phạm tội. Có những lúc chúng ta cố tình phạm tội. Có những lúc chúng ta phạm tội với Chúa. Chúng ta có thể bán Chúa, đổi Chúa. Nhưng hãy nhớ, hãy học cái bài học của vua David. Bởi cớ ông có lời của Chúa. Chúng ta thấy rằng khi dân sự của Chúa là dân Israel đòi Samuel xin một vị vua, thì trong cái ý muốn tốt lành của Chúa thì Chúa đã chỉ định Samuel là sức dầu cho Saul. Thì chúng ta thấy được rằng Saul là người cao hơn dân sự một cả một cái đầu. Nhưng chúng ta thấy rằng ông không có lời của Chúa. Nhưng khi David là một người trẻ tuổi được Chúa sức dầu để làm vua dân Israel, thì ông được Chúa ngài sức dầu cho ông, và ông đã trải nghiệm được Chúa ngay từ khi ông còn nhỏ, cái thời điểm ông đi chăn chiên cho cha của mình, ông hiểu biết được Chúa, ông đánh đàn, ông thờ phượng Chúa, ông tôn vinh Chúa và ông hiểu biết lời của Chúa. Để rồi khi ông làm vua thì ông cũng đã phạm tội. Kinh Thánh cho tôi và anh, ông các cô, các bạn, ông bà anh chị em thấy rằng vua David còn phạm tội nghiêm trọng hơn là cả Saul. Vua David đã giết người, đã phạm tội tà dâm, đã làm điều rất là gian ác trước mặt dân sự của Chúa. Nhưng chúng ta thấy được hai cái điều trái ngược, đó là Saul thì không ăn năn. Nhưng vua David, khi Nathan đến cáo trách lòng của ông, thì ông đã hạ mình xuống và ông ăn năn. Và chúng ta thấy ở trong thời Tân Ước, Judas Iscariot là người được Chúa ngài giao cho trách nhiệm giữ túi bạc. Hàng ngày Judas chỉ mong muốn tính toán tiền bạc làm sao sử dụng cho ý của mình. Để rồi khi ông bán Chúa, ông phạm tội, ông bán Chúa lấy 30 miếng bạc. Thì Kinh Thánh kỹ thuật lại cho chúng ta thấy rằng Judas không ăn năn mà đi thất cổ tự tử. Còn Phi-e-rơ, chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì cái lịch trình mà ông bước đi với Chúa. Ông luôn luôn ở gần gũi với Chúa. Chúng ta thấy rằng trên núi hóa hình gồm có răng Phi-e-rơ và Gia-cơ và Chúa Giê-xu. Hay là chúng ta thấy là trong cái chặng đường bước đi với Chúa Giê-xu thì Phi-e-rơ, Gia-cơ và răng là người luôn luôn sát cánh với Chúa Giê-xu. Họ hiểu biết được ý muốn của Chúa Giê-xu. Nhưng Kinh Thánh vẫn kỹ thuật lại cho chúng ta rằng Phi-e-rơ vẫn chối Chúa. Ông chối Chúa 3 lần, ngay kể cả khi Chúa Giê-xu cảnh báo ông. Nhưng cảm ơn Chúa, khi Chúa Giê-xu nhìn vào mắt Phi-e-rơ thì Phi-e-rơ đã ăn năn khóc lóc một cách cay đắng. Thì chúng ta thấy được rằng khi lời của Chúa đến với mỗi một chúng ta thì lời của Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta để chúng ta có một cái tấm lòng dễ dàng ăn năn.
Còn những người không có lời của Chúa thì cho dù Thánh Linh dùng lời của Chúa đập cáo trách lòng của những người tin nhận Chúa chưa có lời Chúa thì họ cũng rất khó ăn năn. Vậy cảm ơn Chúa. Cái điều cốt lõi tôi đang muốn nói ở đây, hỡi các cô, các bác, anh chị em, chúng ta là người bước đi với Chúa, hãy xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta luôn luôn có một cái thái độ, có một cái tấm lòng dễ dàng ăn năn. Dễ dàng tức là khi chúng ta sai phạm, hãy nhận ra cái sai của chúng ta, hãy ăn năn và từ bỏ, và thay đổi. Vậy chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đang sống trong cái thời kỳ tân ước. Đó là cái thời kỳ ân điển. Ân điển đó là cái một cái món quà mà Chúa ban cho cuộc đời của chúng ta, là những người không xứng đáng được nhận. Thực sự nếu mà chúng ta đặt mình vào trong cái thời điểm cựu ước và cái thời Môi-se, liệu chúng ta có thể đứng được trước sự hiện diện của Chúa không ạ? Chúng ta không thể nào đứng được trước sự hiện diện của Chúa, đúng không ạ? Lúc đó dưới sự phạm tội cái là bị chết ngay. Tại vì cái sự hiện diện thánh khiết của Chúa, Chúa không chấp nhận tội lỗi. Chúa yêu thương tội nhân nhưng Chúa không chấp nhận tội lỗi. Chúa Ngài là đấng thánh khiết. Nên cảm ơn Chúa, chúng ta đang sống trong cái thời kỳ ân điển, tức là mọi tội lỗi của chúng ta chất trên vai của Chúa Giêsu. Và ngày hôm nay Đức Chúa Trời Ngài nhìn chúng ta, Ngài thấy Chúa Giêsu qua cuộc đời chúng ta. Nhưng nói như vậy không phải là để rồi tôi cổ suý hay tôi khích lệ các cô, các bác, anh chị em phạm tội. Nhưng để nói một cách rõ ràng và cụ thể, thẳng thắn, chúng ta là con người yếu đuối. Có những lúc chúng ta vô tình hay cố tình phạm tội với Chúa, thì xin Chúa Ngài giúp đỡ cho mỗi một chúng ta hãy có một cái thái độ dễ dàng ăn năn. Chúa là đấng nhân từ, đầy lòng thương xót. Chúa Ngài là đấng chậm giận hay làm ơn để Ngài phục hồi, Ngài giúp đỡ cuộc đời của chúng ta. 14 năm qua tôi bước đi với Chúa, tôi hiểu được một điều. Để nhận được sự sức dầu của Chúa thì rất là dễ. Chúng ta chỉ cần đến với Chúa, chúng ta cầu xin Chúa, Chúa sức dầu cho chúng ta. Nhưng hãy nhớ, để giữ được sự sức dầu của Chúa thì là vấn đề khó. Chúng ta có đồng ý điều đó không ạ? Để giữ được sự sức dầu của Chúa thì nó tùy thuộc vào cái đời sống của chúng ta. Chúng ta có dám trả giá sống một đời sống thánh khiết để giữ cái sự sức dầu của Chúa luôn luôn ở trong cuộc đời của chúng ta, để Chúa Giêsu Ngài được thành hình, để qua cuộc đời chúng ta bày tỏ ra Chúa đến những người xung quanh. Nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho mỗi một chúng ta hiểu được điều này. Và chính vì cái điều này cũng cho chúng ta thấy được, khi chúng ta vô tình hay cố ý phạm tội với Chúa, hãy hạ mình xuống, ăn năn, đừng cố chấp. Vì tội cố chấp giống như thờ cúng hình tượng. Đức Chúa Trời Ngài chống cự những người cố chấp, kiêu ngạo. Nên xin Chúa giúp đỡ cho mỗi một chúng ta là người học lời của Chúa, là người bước đi với Chúa, là người tin kính Chúa, hãy có một cái thái độ dễ dàng ăn năn. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa chấp nhận chúng ta khi chúng ta còn là người có tội. Chúa không đợi chúng ta thánh thiện. Chúa mà Ngài mới yêu chúng ta, nhưng chúng ta thấy rằng Chúa yêu chúng ta đang khi chúng ta là kẻ có tội. Chúa Ngài chấp nhận chúng ta khi chúng ta là người tội nhân. Vậy chúng ta cần phải thẳng thắn khi chúng ta đến với Chúa. Có vấn đề gì đó sai, hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con sai rồi, xin Chúa tha thứ cho con, xin Chúa Ngài phục hồi lại đời sống của con, và xin Chúa Ngài giúp đỡ con để vượt qua tội lỗi. Thì chính Chúa là đấng sẽ giúp đỡ cho mỗi một chúng ta. Và chúng ta thấy được ở tại cái giai đoạn thứ ba, khi dân Israel ở trong xứ Canaan, họ được Chúa Ngài hướng dẫn họ phải đánh chiếm tất cả 31 vị vua ở trong xứ Canaan. Họ phải đánh chiếm tất cả những vị vua đó, và cái vị vua đó thì được mục sư Brian cho chúng ta thấy được nó tương xứng với tất cả cái tính cách của chúng ta. Cái sự nóng giận, sự kiêu ngạo, sự bất bình, kêu rêu, tất cả những cái điều đó nó ở trong lòng của mỗi một chúng ta. Vậy làm thế nào chúng ta phát hiện được ra điều đó? Hãy nhớ, rất khó để phát hiện ra, nhưng Chúa có cách. Vàng
muốn thử được nó tinh luyện bao nhiêu thì phải dùng lửa. Chúa sẽ đem tôi và các cô bác anh chị em và chúng ta vào lửa của hoạn nạn. Và tại cái nơi hoạn nạn, tại cái nơi trông gai khó khăn, tại cái nơi nghịch cảnh đó thì Chúa sẽ chỉ cho chúng ta thấy được và chúng ta sẽ dễ dàng bộc phát ra những cái tính mà chúng ta nghĩ rằng nó không bao giờ có ở trong chúng ta. Sự nóng giận, sự kiêu ngạo, sự tức mình, kêu rêu. Và hãy cảm ơn Chúa. Ở trong cái hoàn cảnh đó, hãy nhờ cậy Chúa để cắt bỏ đi tất cả những cái tính nóng giận đó. Và hãy đánh, phải chiếm tất cả cái vị vua của sự kiêu ngạo, cái vị vua của những cái gì nó còn ẩn giật trong chúng ta. Nó là cái đồn lũy. Nó là cái nơi mà cái tính nết của chúng ta, những cái năm tháng chúng ta chưa biết đến Chúa, chúng ta đã xây dựng và hình thành nó trong cuộc đời của chúng ta. Hãy nhớ, tất cả các vị vua đó thì chính tay các cái trưởng phái, các cái chi phái của dân Israel phải đánh và chiếm. Chúa không đánh chiếm thay cho họ và Chúa cũng không đánh chiếm thay cho chúng ta. Chúng ta phải là người đứng nhờ cậy sức của Chúa để chúng ta đắc thắng được những cái bản chất tội lỗi, đắc thắng được những thói hư tật xấu, đắc thắng được cái tính cách của chúng ta. Chúa đã đứng thêm sức cho chúng ta. Chúa sẽ không đánh cho chúng ta, nhưng Chúa ở cùng tôi cũng như các cô, các bác, anh chị em để rồi Ngài giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta nhờ cậy sức Chúa. Hãy nói như sứ đồ Phaolô rằng tôi làm được mọi sự là nhờ Chúa đứng thêm sức cho tôi. Chúng ta chỉ đắc thắng được bằng sức của Chúa. Chúng ta không thể nào đắc thắng bằng khả năng, bằng sức của chúng ta. Và chúng ta cũng thấy được rằng ở tại núi Sion là nơi mà Đức Chúa Trời Ngài hướng dẫn vua David. Tại núi Sion đó, vua David đã đem quân đánh chiếm và đã thiết lập nên xây đền vua David ở tại núi Sion. Và cái núi Sion này tượng trưng cho nơi mà Chúa ngự. Và cái núi Sion nó là cái đích đến cuối cùng, là cái nơi an nghỉ cuối cùng mà dân Israel được bước vào. Chúng ta thấy được rằng không phải một sớm một chiều mà dân Israel đến được núi Sion. Để từ khi họ nhận được lời hứa, chúng ta biết được rằng khi Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi Môi-se dẫn dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập thì họ đã mất 40 năm lang thang trong đồng vắng. Và chúng ta thấy rằng 40 năm nữa họ ở trong xứ Canaan để chia xứ, đánh chiếm xứ và chia xứ. Và mất 350 năm vào thời của các quan xét, họ đã không có thể nào đánh chiếm, bởi cớ trong những cái năm tháng đó họ đã không đắc thắng được những cái vị vua. Họ vẫn còn để lại những cái vị vua ở tại cái xứ Canaan, và chính cái vị vua Phinitin hay tất cả những cái vị vua ở tại xứ Canaan đó đã trở nên cái cớ vấp phạm để rồi bắt dân Israel phạm tội về thờ hình tượng cũng như cưới người ngoại. Và chúng ta thấy được rằng trong 350 năm đó thì dân Israel đã hoàn toàn thất bại. Kinh Thánh kỹ thuật này rằng và lúc đó trong dân Israel không có vua, và ai làm theo ý của người đó cho là mình phải. Và chính vì cái điều này mà dân Israel đã bị hủ bại. Chúa đã dấy lên nhiều quan xét, nhưng các quan xét đó vẫn chỉ giữ dân Israel trong một cái thời điểm nhất định nào đó, chỉ đến khi vua David là người vừa lòng Đức Chúa Trời và ông đã đánh chiếm được núi Sion. Và tại núi Sion này đem dân sự vào trong cái sự hiện diện của Chúa, và David đã xây cái đền tạm để rồi họ được kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa, họ được thờ phượng Chúa. Và chúng ta thấy được rằng trong đời của vua David thì Chúa chúc phước cho dân sự của Chúa. Dân Israel sống trong sự hòa bình, đắc thắng các cái quân thù nghịch. Tất cả những cái vị vua nào nổi lên chống nghịch lại dân Israel thì trong cái thời của vua David đều được giải phóng. Cái điều này cho chúng ta thấy được rằng ngày nào tôi và các cô, các bác, anh chị em của chúng ta càng gần gũi Chúa bao nhiêu thì ngày đó chúng ta sẽ không còn nằm nô lệ cho xác thịt, nằm nô lệ cho tội lỗi, sẽ không còn bất cứ cái điều gì ở trên cuộc đời của chúng ta bị nằm nô lệ nữa. Khi chúng ta càng gần gũi Chúa, ở trong sự hiện diện của Chúa,
thì chúng ta bước đi trong sự đắc thắng. Chính cái điều này vua David nói rằng, ngày nào tôi kêu cầu Chúa thì kẻ thù nghịch thối lui lại đằng sau. Tôi biết điều đó vì Chúa ở cùng tôi. Cái điều này nhắc nhở cho tôi cũng như các cô, các bác, anh chị em, ngày nào mà chúng ta kêu cầu Chúa thì tất cả những kẻ thù nghịch nó sẽ phải thối lui lại đằng sau. Vậy xin Chúa ngài giúp đỡ, nhắc nhở tôi cũng như các cô, các bác, anh chị em, hãy luôn luôn có những thời giờ riêng tư của chúng ta để ở riêng với Chúa, để gần gũi Chúa, giống như chúng ta ở trên núi Sion là nơi sự hiện diện của Chúa, là cái nơi đích đến cuối cùng của dân Israel. Chúa muốn mỗi một chúng ta luôn luôn có cái thời giờ của chúng ta để ở riêng với Chúa. Chúa muốn mỗi một chúng ta có cái thời giờ ở riêng với Chúa. Thực sự, Chúa kêu gọi mỗi một chúng ta để bước vào trong cái mối quan hệ mật thiết này. Hành trình Israel nhắc nhở cho dân Israel biết về một Đức Chúa Trời quyền năng hằng sống. Và đến cuối hành trình đó thì chúng ta thấy được rằng họ đã bước vào trong cái sự thờ phượng, bước vào trong cái đền tạm, để rồi họ được gặp gỡ Chúa, họ được kinh nghiệm về Chúa. Lúc đầu ở tại đồng vắng thì họ chỉ nhìn thấy Chúa ở trên đỉnh núi Sinai và họ không dám đến gần cái đỉnh núi Sinai. Nhưng để rồi đến thời của vua David, khi Đức Chúa Trời ngài thiết lập nên đền tạm, thì dân sự được ở trong sự hiện diện của Chúa. Và Chúa ngài cũng muốn mỗi một chúng ta từng hồi từng lúc, chúng ta lúc đầu là những con đỏ thuộc linh, chúng ta được uống sữa thuộc linh, để rồi chúng ta phải trong cái tiến trình để chúng ta tăng trưởng lên. Sư đồ Phaolô nói rằng khi tôi còn trẻ tôi làm những việc của con trẻ, nhưng khi tôi thành nhân tôi sẽ làm những việc của những người thành nhân. Chúa muốn mỗi một chúng ta là những người trưởng thành, có tầm thước vóc dạc trọn vẹn giống như Chúa Giêsu ở trên đất này. Vậy cái cuộc hành trình Israel này để nhắc nhở cho mỗi một chúng ta, chúng ta không muốn chỉ biết Chúa giống như dân Israel biết Chúa ở trên đỉnh núi Sinai. Họ không dám đến gần Chúa. Họ nói với Môi-se rằng ông hãy đến, ông gặp gỡ Chúa đi. Rồi khi Chúa thuật lại ông điều gì, hãy đến, hãy nói lại với chúng tôi. Nhưng dần dần chúng ta thấy rằng trong cái tiến trình bước đi với Chúa, Chúa không muốn họ biết Chúa qua cái kinh nghiệm cá nhân của người này, của người kia. Nhưng Chúa ngài muốn chính họ phải đến với Chúa và biết Chúa một cách cá nhân. Và Chúa cũng muốn tôi cũng như các cô, các bác, anh chị em học xong cái chương trình hành trình Israel này, Chúa muốn mỗi một chúng ta, chính chúng ta, để rồi chúng ta bước vào trong cái mối quan hệ cá nhân của chúng ta với chính Chúa. Chúa muốn mỗi một chúng ta, đúng, Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên trời đất này, ngài là đấng tạo hóa, ngài là đấng quyền năng, ngài là Đức Chúa Trời của muôn loài vạn vật, ngài là Chúa của hội thánh, nhưng ngài cũng muốn là Chúa của mỗi một cá nhân, của mỗi một chúng ta. Khi Đức Chúa Trời ngài bày tỏ cho dân sự của Chúa thì ngài nói rằng Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Jacob, Đức Chúa Trời của Isaac, tức là Đức Chúa Trời của cá nhân từng người một. Vậy xin Chúa ngài giúp đỡ cho tôi cũng như các cô, các bác, anh chị em, để rồi chúng ta hiểu được điều này, để rồi mỗi một chúng ta dành nhiều thời giờ của chúng ta gần gũi với Chúa, mỗi một chúng ta trưởng thành nên cái mối quan hệ của chúng ta với chính Chúa, để mỗi một chúng ta có cái thời giờ của chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta thấy được vua David khi ông đón được cái hòm giao ước về, và khi ông ở trong sự hiện diện của Chúa thì ông đã nộp bỏ đi tất cả cái áo bào là một vị vua của dân Israel. Ông mặc mỗi cái quần xà lòn, ông nhảy múa trước sự hiện diện thánh khiết của Chúa. Ông đã lột bỏ đi tất cả cái vinh quang của đời này để ông ở trong sự hiện diện của Chúa. Vì ông nói rằng một ngày trong hành lang của nhà Chúa hơn 1,000 ngày trong trại của kẻ dữ. Cái điều này xin Chúa ngài cũng giúp đỡ cho mỗi một chúng ta, nó để rồi nó luôn luôn nhắc nhở, ấn chứng mỗi một chúng ta cái sự hiện diện của Chúa nó rất là cần thiết, cấp bách và quan trọng cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cần sự hiện diện của Chúa mỗi một ngày.
Chúng ta cần Chúa mỗi một ngày và Chúa Ngài muốn mỗi một chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa mỗi một ngày. Đó là cái nơi cuối cùng, là nơi Sion mà vua David bước vào. Vậy hỡi các cô, các bác, anh chị em, Chúa muốn mỗi một chúng ta thiết lập nên một cái mối quan hệ. Chúng ta thấy được rằng trong thời Tân Ước, khi các môn đồ bước đi với Chúa, họ thấy Chúa Giê-xu làm những cái dấu kỳ phép lạ. Họ thấy Chúa Giê-xu Ngài chữa lành đuổi quỷ, hóa bánh cho nhiều người ăn. Nhưng họ chỉ xin Chúa duy nhất có một điều. Đó là xin dạy chúng tôi biết cầu nguyện. Thực sự, cái sự cầu nguyện nó rất là cấp thiết, rất là cần cho mỗi một chúng ta. Không những chỉ là người hầu việc Chúa, là con cái của Chúa, nhưng là người bước đi với Chúa, chúng ta phải hiểu được rằng Chúa muốn mỗi một chúng ta có cái thì giờ ở trong sự hiện diện của Chúa. Qua cái cuộc hành trình Israel này, cái điều cốt nói cuối cùng tôi đang nhấn mạnh đó là cái thì giờ giống như vua David. Khi ông rước hòm giao ước về, ông đã lột bỏ đi tất cả cái vinh quang của mình. Ông lột bỏ đi cái vị trí của mình là một vị vua, để rồi ông nhảy múa, ông thờ phượng Chúa trong sự hiện diện của Chúa. Đó là cái thì giờ cần và quan trọng của một người bước đi với Chúa. Chúng ta có thể làm việc Chúa, công việc Chúa tốt. Chúng ta có thể có một cái chức vụ nào đó tốt. Chúng ta có thể có công việc nào đó, có thể kiếm nhiều tiền tốt. Chúng ta có thể thành công trong cuộc sống này tốt. Nhưng nếu mà chúng ta không có một cái mối quan hệ với vua, với Chúa Giê-xu thì cuộc đời của chúng ta kể như là vô nghĩa. Cho dù chúng ta đang hầu việc Chúa, nhưng không cẩn thận chúng ta đánh mất đi cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Không cẩn thận chúng ta vẫn đang phục vụ Chúa, nhưng chúng ta đã đánh mất đi cái mối quan hệ của chúng ta với chính Chúa. Có nhiều người làm công việc Chúa, có nhiều người tự nhận mình là người hầu việc Chúa, tại vì hầu việc Chúa đó là làm công việc của Chúa. Nhưng những ngày vừa qua, ở trong Hội Thánh Phương Toàn Vẹn Việt Nam của chúng tôi, Mục sư Tổng Quản Nhiệm luôn luôn nhắc nhở những người hầu việc Chúa rằng người hầu việc Chúa thì rất là nhiều. Và sau cái thì giờ học này, các cô, các bác, anh chị em chúng ta, một phần nào đó chúng ta cũng sẽ tiếp bước vào trong cái cánh đồng để phục vụ Chúa. Hãy nhớ, người hầu việc Chúa thì nhiều, nhưng người của Đức Chúa Trời thì rất là ít. Chúng ta có hiểu cái điều này không ạ? Tức là người làm công việc Chúa thì nhiều, nhưng người của Đức Chúa Trời thì lại ít. Người của Đức Chúa Trời là người như thế nào? Người đó biết Chúa là ai. Người đó luôn luôn ở trong sự hiện diện của Chúa, để rồi người đó bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Người đó làm công việc Chúa trong sự hướng dẫn, trong sự dẫn dắt của Chúa. Còn người hầu việc Chúa thì Chúa bảo đâu đánh đâu, cứ làm đấy. Nhiều khi chúng ta làm mà chúng ta không biết chúng ta đang làm như thế nào, làm cho ai. Và như để rồi nhiều khi người hầu việc Chúa cứ tự xưng nhận mình là người hầu việc Chúa, để rồi làm mà tự nhận mình là người hầu việc Chúa, nhưng thực sự cái việc đó Chúa có muốn hay không lại là vấn đề khác. Và tôi cũng mong muốn chia sẻ cái điều này đến với các cô, các bác, anh chị em trong lớp học này. Chúng ta bước đi với Chúa, Chúa muốn mỗi một chúng ta gần gũi với Chúa. Tại sao Chúa Giê-xu nói rằng hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho. Bởi vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì cửa mở cho. Cuộc đời của chúng ta bước đi với Chúa, nhiều khi chúng ta chỉ xin Chúa đó là đúng. Nhưng xin Chúa đó là chỉ là cái bước khởi đầu của con đường chúng ta bước đi với Chúa. Tại vì là người trẻ tuổi hay là trẻ thuộc linh thì chúng ta luôn luôn xin Chúa, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng những đứa trẻ con khi nó đến với một người lớn thì nó luôn luôn xin. Cuộc đời của chúng ta bước đi với Chúa cũng như vậy. Ngày đầu chúng ta bước đi với Chúa thì chúng ta thường xin Chúa. Những cái điều Chúa muốn chúng ta bước lên một cái tầm cao thuộc linh, đó là chúng ta tìm kiếm cho biết được ý muốn của Chúa.
tìm kiếm cho biết được cái công tác của Chúa, tìm kiếm để rồi biết được mặt Chúa, chứ không phải là chỉ xin những cái việc mà Chúa làm cho chúng ta. Và Chúa Ngài cũng muốn mỗi một chúng ta gõ cửa để rồi chúng ta có thể hiểu và Chúa Ngài mở, Chúa ban phước cho những cái phước hạnh thiêng liêng, những cái cửa sổ ở trên thiên đàng được mở ra cho cuộc đời của chúng ta, cho chức vụ của chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho chính đời sống của chúng ta. Chúa muốn mỗi một chúng ta biết được điều đó. Cho nên, các cô, các bác, anh chị em, Chúa muốn mỗi một chúng ta bước đi với Chúa. Khi Chúa Giêsu hỏi các môn đồ ở tại vườn Gethsemane rằng, các ngươi không dành cho ta một giờ hay sao? Thực sự, lúc đó các môn đồ đã mệt đừ quá rồi, thì Chúa Giêsu đang ở trong vườn Gethsemane, những giọt mồ hôi Ngài đổ ra như những giọt máu. Và Ngài đã hỏi các môn đồ, các ngươi không ở với ta được một giờ hay sao? Cái điều này Chúa Ngài cũng đang hỏi mỗi một chúng ta. Với các cô, các bác, anh chị em, đây cũng là cái quy tắc 1/10. Hãy dành 1/10 cái thì giờ của chúng ta để chúng ta ở riêng với Chúa, cầu nguyện, bước đi tương giao với Chúa. Khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa, hãy nhớ Chúa sẽ sử dụng cuộc đời của chúng ta. Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta những cái phước hạnh thiêng liêng, những cái điều thuộc linh sâu nhiệm, những cái điều mà Chúa Ngài cất giấu cho chúng ta để chúng ta tìm và Chúa ban phước cho chúng ta. Chúng ta thấy rằng những người đào vàng, chúng ta thấy rằng vàng nó có giá trị là những cái vỏ vàng cục rất là nặng và nó được ẩn sâu, nó được cất giấu ở dưới những cái lớp bùn, những cái lớp cát ở bên sâu bên dưới, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng những người đào vàng ấy thì người ta thấy rằng đào vàng không thể nào đào hớt hớt ở trên cái bề mặt mà thấy được vàng. Có vàng nhưng nó là chỉ là những cái hạt vàng li ti. Nhưng để mà đào được những cái cục vàng lớn to thì người ta phải dày công đào sâu xuống dưới. Cuộc đời của mỗi một chúng ta phải dành nhiều thời giờ của chúng ta ở riêng trong sự hiện diện của Chúa, thì tại nơi đó Đức Chúa Trời Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta những sự mầu nhiệm. Chúa Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta trong những sự sâu nhiệm về thuộc linh. Nên cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ có thời giờ giải lao, và sau cái thời giờ giải lao này, ai trong chúng ta có những cái câu hỏi nào để chúng ta có thể hỏi và chúng ta có thể trả lời những câu hỏi của các cô, các bác, anh chị em, và chúng ta có thể thảo luận một cái phần nào đó. Và xin Chúa ban phước cho chúng ta có thời giờ chúng ta giải lao. Dạ, chị Trâm có đang ở đây không ạ? Dạ, chị Trâm có đang ở đây không? Rồi. Chắc chị Trâm bận quá. Dạ, chúng ta giả lao và 3:15 chúng ta sẽ trở lại ạ.
Dạ xin mời quý học viên quay trở lại. Như lời đề nghị của thầy Quân thì trong quý vị ai có câu hỏi nào, đây là thời giờ của quý vị. Quý vị cứ hỏi thoải mái, thầy Quân trả lời chứ không phải tôi. Quý vị đã trả lời hết chưa? Dạ, xin hỏi một lần nữa trong quý vị có ai có câu hỏi nào không? Dạ, tôi xin phép có một câu hỏi. Dạ, xin mời bác. À, xin thầy có thể nói cho biết về những cái điểm gì đó mà liên quan đến cái thời kỳ quan sát ấy. Thì tôi thấy cái thời điểm này tôi hiểu không được rõ lắm. Thời kỳ quan sát ấy. Tại sao lại xuất hiện cái thời kỳ này và tại sao nó có cái sự khác biệt như thế này? À, cái thời kỳ quan sát thì nó được hình thành nên sau khi cái thời gian mà dân Israel đã chiếm được xứ hứa là xứ Canaan và tất cả các cái chi phái ở trong xứ hứa đó bắt đầu là họ sống trong cái thời kỳ mà Kinh Thánh nói rằng trong cái thời điểm đó họ làm theo ý riêng của họ. Và chính vì cái ý riêng của họ bắt đầu là họ thiết lập nên những cái thần họ du nhập. Kinh Thánh cho chúng ta thấy được rằng mỗi một chi phái đều không thắng được cái đều để lại một cái vị vua nào, tức là còn một cái tàn âm nào của những cái dân ngoại bang ở trong xứ Canaan. Và có nhiều chi phái họ đã không thắng được tất cả những cái chi phái, những cái vị vua của dân ngoại đó. Và chính những cái vị vua của dân ngoại đó trong cái thời kỳ quan sát thì Đức Chúa Trời Ngài đã sử dụng tất cả những cái vua của dân ngoại đó dấy lên để rồi mang cái sự đoán phạt, mang cái sự tỉa sửa, mang cái sự bắt dân Israel phải nằm nô lệ. Và chính trong cái thời điểm nô lệ đó thì dân Israel bắt đầu lại kêu cầu Chúa, thì Chúa Ngài lại dấy lên những người tin kính Chúa để rồi nằm quan sát để dẫn dân Israel ra khỏi cái cảnh nô lệ của xứ của tại cái vùng đất Canaan đó. Vậy cái thời kỳ các quan sát này nó gồm khoảng 350 năm. Và trong cái thời kỳ các quan sát này, Chúa dấy lên rất nhiều người tin kính Chúa. Chúa cũng dấy lên có nhiều người yêu mến Chúa, biết lời Chúa, và Chúa sử dụng họ để mang cái sự đoán xét, sự giải cứu ra khỏi những cái vị vua của người dân Canaan mà tại xứ Canaan mà họ đã để lại đó. Nhưng chúng ta thấy rằng cái mục đích mà Chúa Ngài để cái điều đó xảy ra bởi cớ dân Israel họ đã không làm hết cái phần trách nhiệm, tức là khi Joshua sai họ chỉ cho họ thấy những cái vùng đất phía trước họ phải đánh chiếm thì dân Israel đã ăn phận thủ thường. Họ nghĩ rằng họ đã có được đất hứa và họ đã để lại những cái vị vua của
xứ hứa Canaan đó vẫn còn tồn tại trên cái mảnh đất mà họ đang sống. Và chính vì cái sự dừa lại như thế thì sau này chính những cái vị vua đó họ sống cùng với dân Israel, họ đem một cái sự du nhập về thờ hình tượng, về cái sự kết hôn ngoại Israel, tức là họ kết hôn với dân ngoại để rồi mang cái sự thờ hình tượng. Và chúng ta thấy rằng dân Israel lúc đó họ làm rất nhiều việc ác, họ thờ hình tượng, họ làm nhiều, họ xây đền miếu, họ làm theo ý riêng của họ. Và chính vì cái điều đó mà có cái thời kỳ của các quan xét đó. Cho giải thích như vậy bác có hiểu được chỗ nào không ạ? À, vâng ạ. Vâng, cảm ơn thầy. Thì điều đó cũng có một cái liên hệ là ta hiểu là con người của chúng ta khi Chúa cho tự do thì chúng ta vẫn để cho những cái cá tính của chúng ta, những cái vị vua gọi là xác thịt của chúng ta tồn tại trong con người chúng ta, và phải đến lúc để mà phải loại bỏ nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Dạ đúng rồi bác ạ. Cái điều này nó rất là gần gũi với chúng ta. Thực sự Chúa Ngài là đấng công bình. Khi Chúa Ngài phán với mỗi một chúng ta, tức là chúng ta phải làm chết đi con người xác thịt của chúng ta. Nhưng nhiều khi chúng ta vẫn để cái tội lỗi nho nhỏ nào đó ở trong cuộc đời của chúng ta, mà chúng ta cứ nghĩ rằng nó nhỏ, nó không ảnh hưởng gì đến với cuộc đời của chúng ta. Thì có nhiều người đã đánh đổ đi chức vụ, chỉ vì đánh đổ đi cuộc đời của mình, chỉ vì những cái nhỏ nhỏ đó. Chẳng như có những cái tội lỗi thầm kín nào mà có nhiều người người ta cứ ấp ủ, người ta để và người ta nghĩ rằng không ai biết. Thì chính cái tội lỗi nhỏ nhỏ đó bắt đầu sau này nó lớn mạnh lên, và Chúa lại dùng chính cái điều đó mà họ bị bắt phục và họ bị ngã trước những cái tội lỗi. Chẳng như con sẽ lấy một cái ví dụ này cho bác sẽ dễ hiểu. Chẳng như tội lỗi về tà dâm. Ngay từ lúc đầu thì có nhiều người trong chức vụ con thấy được có nhiều người lúc đầu chỉ vì họ chiều theo những cái suy nghĩ họ để lại trong tâm trí của họ. Xong bắt đầu là khi có những thời gian họ ở riêng một mình thì bắt đầu là họ chiều theo, họ xem phim, xem sách báo hay là xem những cái văn hóa phẩm đồ trụy. Xong để rồi đến khi họ bắt đầu họ thoải mái xác thịt của họ và họ nghĩ rằng thôi đằng nào cũng thế. Thì đến khi họ phạm tội thì lúc đấy họ đã để cái tội lỗi đó thắng hơn họ. Đó là trong cái đời sống của con thấy được có nhiều người bị vấp ngã là như vậy, ở trong trung tâm hay là trong hội thánh. Thì khi họ để những cái tội lỗi nho nhỏ đó họ không giải quyết, thì chính cái tội lỗi đó nó sẽ là cái rào cản, nó sẽ là cái cản trở để rồi sau này họ sẽ khó để vượt qua, để họ bước đi. Cho nên mỗi một chúng ta là người bước đi với Chúa. Còn cái tội lỗi nào mà chúng ta đang tranh chiến thì hãy nhờ cậy Chúa. Không ai trong chúng ta là không có cả, ai trong chúng ta cũng có những cái tội lỗi nho nhỏ. Thì chính cái tội lỗi nho nhỏ đó nó sẽ giết chết cuộc đời của chúng ta nếu mà chúng ta không đoạn tuyệt, nếu mà chúng ta không nhờ cậy Chúa để giải quyết. Giống như dân Israel họ đã để lại. Khi Chúa đem họ vào trong xứ Canaan, Joshua đã hướng chỉ cho họ thấy được cái mảnh đất phía trước, tức là họ đạp đến đâu thì Chúa ban cho họ đến đó. Nhưng khi họ đạt được đến cái đất hứa rồi thì bắt đầu là họ lười biếng, họ ỷ lại, họ vào được đất hứa rồi thì họ đã để cho những cái vị vua sót lại ở xứ Canaan. Thì chính vị vua đó sau này đã trở nên cái rào cản, nó là để gây cớ vấp phạm cho dân Israel. Cái điều này cũng giúp đỡ cho chúng ta, tỉnh thức chúng ta. Cảm ơn thầy. Dạ còn có ai có câu hỏi nào nữa không ạ? Nếu không thì chúng ta sẽ mời thầy giáo tiếp tục. Chị Bích có câu hỏi nào không? Dạ hiện tại thì chưa. Dạ. Dạ thưa thầy, con có một câu hỏi này, kể ra nó không
không gần gũi với lại cái nội dung thầy giảng, nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái nội dung cần phải có cái hiểu biết chút ạ. Tức là tôi nghĩ là cái tên Biển Chết ấy, tôi thấy nó có một vấn đề gì đó mà nó không bình thường. Có lẽ là nó liên quan với cái điều gì đó của Chúa chăng? Biển Chết ạ. Dạ vâng, con sẽ giải thích cho bác. Tại vì cái Biển Chết này nó nằm ở phía nam của Israel. Biển Chết này nó cũng thuộc về cái nhánh sông Galilee và cái biển hồ Galilee. Cái biển hồ Galilee nó nằm ở phía bắc. Và chúng ta thấy rằng Kinh Thánh cho chúng ta thấy được về trong những cái năm tháng mà Chúa Giêsu thi hành trong chức vụ đó, thì nó gồm có cái biển hồ Galilee và cái nhánh nhỏ sông, thì nó là sông Giô-đan. Thì cái trên phía bắc cái biển hồ Galilee đó thì là cái biển hồ nhận nước vào và nước ra. Thì chúng ta thấy rằng khi một con sông khi nhận được cả nước vào và nước ra thì con sông đó rất là sạch sẽ và trù phú, có nhiều cá tôm, có nhiều cái nước thực phẩm. Nhưng khi cái biển hồ Galilee đó chảy đi qua sông Giô-đan và bắt đầu nó chảy xuống phía nam gọi là Biển Chết, thì tại cái biển chết đó thì nó chỉ nhận vào thôi, nó không chảy đi đâu cả. Và tại cái biển chết đó cái lượng muối nó mặn hơn gấp 6 lần cái biển nước biển bình thường. Và tại cái biển chết đó thì chúng ta thấy rằng họ quay lên tivi báo đài thì tất một người nặng như cháu khoảng 82 cân, mà cháu nằm lên cái biển chết đó thì cháu cũng không bị chìm, vì cái nước biển chết đó nó rất là mặn, nó không có một cái con nương thực, con động vật nào có thể sống được dưới cái độ mặn như vậy. Tại vì làm sao? Tại vì cái biển chết đó nó chỉ nhận cái nước từ sông, cái biển hồ Galilee nó chảy qua sông Giô-đan và nó chảy xuống cái biển chết đó. Và cái biển chết đó nó không chảy đi đâu cả. Và chính vì đó nó đọng lại cái nước, nó rất là mặn. Và cái nước biển ở biển chết đó nếu mà nó bắn vào mắt thì rất là cay, tại vì cái độ muối nó rất là cao. Và chính vì cái điều đấy nó nhắc nhở và nó cũng có ý nghĩa thuộc linh của chúng ta chỉ nhận vào. Thì chúng ta cũng giống như cái biển chết, tức là chúng ta không có thể nào mang đến sự sống cho những người xung quanh. Đó là cái biển chết đó bác. Dạ.